Chúng ta đang chào đón sự quay trở lại của 4 gương mặt ưu tú nhất trong tháng 2 quý 3. Và để dùng một từ miêu tả về 4 chàng trai của chúng ta thì chúng tôi có thể dùng từ chất. Đúng vậy, rất chất, chất về tư duy, về tốc độ và về kiến thức mà các bạn đã chuẩn bị nữa. Và bây giờ các bạn đã rất sẵn sàng để đến với những thử thách trong cuộc thi tháng rồi. Hãy cùng họ khởi động. Những đối thủ mạnh hơn. Trở ngại rất là lớn. Sai một ly đi một dặm. Ôi không, em luôn cảm thấy thoải mái. Cũng có. Các chàng trai của chúng ta có vẻ rất là thích con số 5. Bây giờ là phần thi khởi động. Vâng, trước khi các thí sinh của chúng ta đến với những câu hỏi trong phần thi khởi động thì hãy cùng trò chuyện với họ. Bạn Trịnh Quốc Bảo đến từ trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ rằng bạn cảm thấy khá háo hức vì sẽ gặp những đối thủ mạnh hơn cả cuộc thi tuần. Thì em thấy rằng là các bạn thí sinh ở trận tháng tới đây thì các bạn đó đã vượt qua các trận thi tuần rất là khó khăn như thế. Nên là em cũng nghĩ rằng là mình sẽ gặp một cái trở ngại rất là lớn trên con đường chinh phục tri thức. Vậy thì bạn nghĩ rằng là yếu tố và điều gì về bạn sẽ khiến bạn khác biệt hơn so với ba bạn thí sinh còn lại? Em có thể là trình bày một bài nhạc ở trên sân khấu này để giúp cho mình trở nên khác biệt hơn. Tuyệt vời quá! Bạn sẽ hát bài gì ạ? Bài Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là ý nghĩa là để, bởi vì các bạn thí sinh ở đây là đến từ các miền khác nhau của Tổ quốc và em muốn là bài hát này sẽ góp phần gắn kết tình bạn giữa tất cả chúng ta. Quá hay. Mời. Nối giang tay nối lại biển xa, ta đi gồng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mặt đất bao la anh em ta về, gặp nhau mừng như bóng rắc quay cuồng trời rộng. Biển xanh sông gấm nổi lên một vòng biển nam. Phải nói là rất tuyệt vời đúng không ạ? Bốn chàng trai đến từ bốn tỉnh thành khác nhau và các bạn đã đứng tại đây với cương vị là những gương mặt xuất sắc nhất của cuộc thi tháng 2 quý 3. Rất tuyệt vời. Vâng, sau khi nghe một bài hát của cả bốn bạn hát thì tôi tự nhiên tưởng tượng thấy cảnh bốn bạn nắm tay nhau chạy vòng quanh cái vòng nguyệt quế. Hay là hát lại xong rồi chạy vòng quanh vòng nguyệt quế. Không ạ. Vâng, các chàng trai của chúng ta cũng biết ngại mà. Và bây giờ thì họ sẽ đến với những thử thách đầu tiên trong cuộc thi tháng này với những câu hỏi trong phần thi khởi động. Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021. Quốc Bảo. Đỗ Thị Hà. Chính xác. Số lượng người gốc Việt ở quốc gia hải ngoại nào là đông nhất? Đức Lượng. Không quan sát. Hoa Kỳ ạ. Sóng rừng được phát hiện lần đầu bởi nhà khoa học. Quốc Bảo. Faraday. Bạn có 10 điểm nữa. Hiện tượng kim loại bị phá hủy do phản ứng hóa học hoặc phản ứng điện hóa với môi trường được gọi là sự ăn mòn kim loại. Đúng rồi. Đức Lượng. Pass. Đúng vậy. Tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể được gọi là gì? Nguyên khôi. Gen. Kiểu hình mới đúng ạ. Trong thơ Phan Thị Vàng Anh, con vật nào đi học chẳng mang thứ gì, chỉ mang một chiếc? Mèo. Mèo con ạ, chính xác. Thiên Nam Dư Hạ là bộ sách gồm 100 quyển ghi chép toàn bộ các thiết. Hậu Lê. Chính xác. Kathmandu là thủ đô của quốc gia nào? Anh Đức. Nepal. 10 điểm. Vâng, như vậy là rất vui khi ở ngay lượt thi khởi động đầu tiên, các thí sinh của chúng ta đều đã giành điểm và số điểm của họ lần lượt là 30, 15, 10 và 10. Chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với một bạn thí sinh là bạn Vũ Nguyên Khôi đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cảm xúc khi trở lại như thế nào ở Khôi? Một số áp lực của em đã được cởi bỏ rồi. Bây giờ em chỉ hướng đến phía trước thôi. Vâng, và ba người cùng chơi với bạn ngày hôm nay, bạn đánh giá thế nào với họ? Ở trong cuộc thì em đánh giá đều là ba đối thủ rất là mạnh. Họ có sự quyết đoán, sự nhanh nhẹn và sự chính xác cần có để bước vào cuộc thi tháng này. Còn ở ngoài sân thì là ba người rất hoạt ngôn và hài hước. Là đại diện chủ nhà thì không biết là Khôi đã đưa ba bạn thí sinh của chúng ta đi ăn đâu ở Hà Nội chưa ạ? Cũng đã hẹn ba bạn là sau cuộc thi này sẽ ăn cái gì đấy. Bạn có mời không ạ? Em mời nhưng cốt để lấy lòng tin để rồi các bạn mời lại em. Chiến lược rất thông minh ạ. À, con săn sát bắt con cá rô. Vậy là bây giờ thì tinh thần bạn đã cảm thấy thoải mái hơn chưa ạ? Em luôn cảm thấy thoải mái.
Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi khởi động ở lượt thứ hai. Hãy tỏa sáng, Let's Shine là ca khúc chính thức Nguyễn của sự kiện thể thao nào? Nguyễn Khôi, 31. Đúng vậy. Drive My Car, phim nổi tiếng nước ngoài xuất sắc nhất của Oscar 2022 Nguyễn nổi Khôi. Tiếng gì? Tiếng Hàn. Nhật ạ. Đình làng ở đồng bằng Bắc Bộ thường thờ ai? Anh Đức. Thành Hoàng. Đúng vậy. Điều là thực vật hạt trần hay hạt kín? Nguyễn Khôi. Hạt kín. Chính xác. 1 teragram có giá trị bằng bao nhiêu kilogram? Anh Đức. 1.000. 1 tỷ mới đúng ạ. What chemical element is charcoal mostly made of? Nguyễn Khôi. Carbon. Chính xác. Linh kiện điện nào thường dùng để hạn chế cường độ dòng điện? Đức Lượng. Tủ điện. Điện trở mới đúng ạ. Dung dịch axit nào được sử dụng làm chất điện phân trong bình? Nguyễn Khôi. Hết giờ, đáp án là axit sulfuric. Thành phần chủ yếu trong thức ăn của các động vật ăn thực vật là? Quốc Bảo. Cellulose. Cellulose. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã vượt qua lượt thi khởi động thứ hai và số điểm các bạn đang có lần lượt là 25, 35, 5 và 15. Các chàng trai của chúng ta có vẻ rất là thích con số 5. Và Đức Lương, con số 5 phải con số yêu thích của bạn không? Dạ, em thấy con số 3. Tại sao ạ? Chắc là vì em sinh vào tháng 3 và được chơi trận tuần 3 của quý 3. Là một con số may mắn của bạn đấy ạ. Tôi thấy là ngày hôm nay khi bạn đến với cuộc thi tháng này thì vẫn những đồ vật, vật dụng để trên bàn vẫn là con gấu và quay về phía bạn. Và tôi vẫn nhớ là ở trong cuộc thi trước thì khi mà Đức Lương chạm vào con bạch tuộc để thấy lấy thêm may mắn ấy, thì bạn là người đã trả lời rất xuất sắc phần thi vượt chướng ngại vật luôn. Dạ. Thế còn Bùi Anh Đức đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La, ngày hôm nay bạn đến đây thì cảm thấy thế nào? Em cảm thấy khá là vui và tự hào bởi vì mình đã vượt qua vòng thi tuần. Và chúng tôi thấy là dường như anh Đức không có một sự cạnh tranh ngầm hay là cạnh tranh nào với các bạn thí sinh cả. Mỗi lần thí sinh nào trả lời được hay là không được thì anh Đức đều ở bên cạnh, cổ vũ, động viên các bạn. Và đây là điều mà chúng tôi cảm thấy quý nhất về anh Đức. Thế ngày hôm nay anh Đức đã kịp nói gì với ba người cùng chơi với mình cuộc thi tháng này rồi? Nếu như cuộc thi tuần em chỉ kết bạn được với bạn Hải Đăng thì cuộc thi này em đã kết bạn được với cả ba bạn cùng chơi của em. Chúc mừng em. Và thêm đã bạn kịp... thêm vui đúng không? Vâng. Và đã kịp tìm hiểu gì về họ rồi ạ? Ở ngoài các bạn ấy cũng rất là vui tính. Và thi thoảng bọn em cũng có vài tình huống tư tưởng lớn gặp nhau. Ví dụ? Dù các bạn làm cùng. Nào, 1, 2, 3 nào. 1, 2, 3. Lương ngại Đức quá. Đức Lương có vẻ hơi ngại. Nhưng mà rất là tuyệt vời khi mà biết ở đằng sau hậu trường thì các bạn thí sinh đứng lên đỉnh Olympia có một mối quan hệ rất thân thiết. Bây giờ thì các bạn đã có một cái tinh thần thoải mái hơn rồi, sẵn sàng hơn rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục với những câu hỏi khởi động chứ ạ. Bây giờ là lượt khởi động thứ 3. Từ nào còn thiếu trong đoạn thơ sau? Ta hát bài Nguyễn ca Khôi. Gọi cá vào. Biển. Chính xác. Dự án xây dựng thử trung đài hoành tráng bậc nhất nước ta vào thời Lê Tương rực rỡ Anh Đức. Unito. Đúng là như vậy. Vườn quốc gia nào có diện tích lớn nhất Việt Nam? Nguyễn Khôi. Cát Tiên. Phong Nha Kẻ Bàng ạ. In two-dimensional space, what is the fewest number of sides of polygon? Anh Đức. 3. 10 điểm. Môn thể thao nào có cự ly tiêu chuẩn là 42 giây? Anh Đức. Marathon. Chính xác. Mai Sơn 1981 là đêm nhạc của nữ ca sĩ nào? Nguyễn Khôi. Mỹ Tâm. Đúng là như vậy. Từ nào sau đây là từ lấy, đau đớn hay dạo rực? Đức Lượng. Không có. Rạo rực ạ. Cho hai mệnh đề P và Q. Mệnh đề nếu P thì Q được gọi là mệnh đề. Kéo theo. Chính xác. Hiện tượng nào trong khí quyển là nguyên nhân chủ yếu gây ra dông lốc? Đáp án là đối lưu. Để sản xuất ga, người ta dùng oxit nào để khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim? Carbon monoxit. Carbon oxit. Bèo Tây hay bèo Nhật Bản lục bình có nguồn gốc từ châu lục nào? Anh Đức. Châu Á. Châu Mỹ. Ông Sáu và Bé Thu là hai nhân vật chính trong truyện ngắn nào? Anh Đức. Chiến Lăng Ngà. Chính xác. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã vượt qua 3 lượt thi khởi động và các bạn đã giành được những điểm 10 đầu tiên rất xứng đáng. Bây giờ hãy cùng xem ai đang là người có lợi thế. Đang sở hữu một điểm 10 đầu tiên là Đức Lương. 35 là điểm số của Quốc Bảo. 50 là điểm số của Nguyễn Khôi. Và đó cũng là số điểm anh Đức đang có. Trong phần thi khởi động, chương trình đã hỏi: Hãy tỏa sáng, Let's Shine là ca khúc chính thức Nguyễn của sự kiện thể thao nào? Đúng vậy.
Đêm nay tôi bước tới đỉnh cao, vươn xa hơn hướng tới bầu trời. Theo chia sẻ của nhạc sĩ Huy Tuấn, ca khúc được anh sáng tác trong vòn vẹn 2 ngày, giữa thời điểm đang phải cách ly do dịch bệnh Covid-19. Quá trình viết ca khúc, nhạc sĩ đặt cảm xúc của mình vào tâm thế các cổ động viên khi chứng kiến chiến thắng của những vận động viên đỉnh cao. Họ đã hy sinh tuổi trẻ để phấn đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, mang lại sự vẻ vang cho dân tộc. Ca khúc có sự kết hợp giữa nhạc dance với pop, vừa có tính cổ động, vừa gửi gắm thông điệp rõ nét bằng cả hai thứ tiếng Việt, Anh. Let's Shine, hãy tỏa sáng, thể hiện cao độ tinh thần thiện chí của nước chủ nhà Việt Nam, truyền đi thông điệp về một Đông Nam Á mạnh mẽ, đoàn kết, vững vàng tiến về phía trước. Wow. Chỉ có một người duy nhất trả lời, không có một chút tự tin nào. Liều ăn nhiều thôi. Tuy nhiên, lần này thì hơi vội vã mất rồi. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật. Các bạn hãy thật tập trung và hãy cùng nhau suy nghĩ để tìm ra ẩn số của chương trình ngày hôm nay, gồm có 5 chữ cái. Và người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Quốc Bảo. Em xin phép chọn hàng ngang thứ 2. Hàng ngang thứ 2 gồm có 6 chữ cái. Đây là một kiểu hệ sinh thái và có cấu trúc đất mềm, địa hình lõm hoặc những chỗ lồi lõm, đất khô, xen lẫn đất ướt. Câu hỏi đầu tiên chỉ có một người duy nhất trả lời, đó chính là bạn Anh Đức với đáp án là đầm lầy. Và đây cũng là từ hàng ngang mà chúng tôi cần đi tìm lời giải đáp. Xin chúc mừng Anh Đức đã có thêm một điểm 10 đầu tiên trong phần thi vượt chướng ngại vật. Wow. Một tiếng chuông vang lên từ vị trí đứng của Nguyên Khôi, xin mời bạn. Em xin trả lời chướng ngại vật là Cà Mau ạ. Chúng tôi khá bất ngờ với câu trả lời của Nguyên Khôi, bởi vì một từ khóa đầm lầy cũng chưa chắc đã là một gợi ý để dẫn đến ẩn khóa ngày hôm nay của chúng ta. Có thể góc hình ảnh đó Nguyên Khôi có một cách nhìn riêng. Bạn đã nhìn được những thông tin gì về góc hình ảnh đó? Em nghĩ đó là ảnh cánh buồm, cái biểu tượng cánh buồm ở địa cực mũi Cà Mau. Bạn có hơi vội vàng không ạ? Liều ăn nhiều thôi. Một cuộc thi tháng, liều, ăn nhiều. Lần này thì Khôi hơi vội vã mất rồi. Và sự vội vã này đã không cho ba bạn thí sinh còn lại cơ hội nữa. Xin chúc mừng Nguyên Khôi. Bạn đã rất quả quyết, quyết đoán và sự bản lĩnh này đã giúp bạn là người vươn lên dẫn đầu trong đoàn leo núi. Và hôm nay chúng ta nhắc đến Cà Mau, một mảnh đất tận cùng của Tổ quốc với ba mặt giáp biển. Tên gọi Cà Mau theo tiếng Khmer có nghĩa là nước đen, xuất phát từ việc màu nước tự nhiên ở nơi đây trước kia có màu đen do lá tràm của thảm rừng tràm U Minh rụng xuống. Vâng, và ngày nay thì Cà Mau đang thay da đổi thịt với rất nhiều những thế mạnh từ nông nghiệp, thủy sản và du lịch. Và cua Cà Mau là một thương hiệu thủy sản nổi tiếng. Và đó cũng chính là hình ảnh của chướng ngại vật ngày hôm nay. Và không biết là trong bốn bạn thí sinh ai đã được thưởng thức món cua Cà Mau chưa? Chưa. 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 Chắc là sau chướng ngại vật ngày hôm nay chắc phải về tìm thử ăn cua Cà Mau xem như thế nào, đúng không ạ? Nhất là Nguyên Khôi, xem cái gia vị chiến thắng nó còn thấm ở trong cái con cua không. Vâng, và một lần nữa chúc mừng Nguyên Khôi và bạn đang có số điểm 130 dẫn đầu đoàn leo núi. Và không biết là số điểm của các bạn thí sinh còn lại là như thế nào. Đức Lương đang có 10 điểm, sở hữu số điểm 35 là Phúc Bảo, đang có 60 điểm là Anh Đức và dẫn đầu với 130 điểm là Nguyên Khôi. Em thấy khá là đáng tiếc bởi vì
em là người duy nhất tìm ra được câu trả lời của hàng ngang thứ nhất, nhưng mà em lại để bạn Nguyên Khôi bấm trước. Phải cảm ơn bản thân mình vì đã dám liều, dám suy nghĩ, nói lên những suy nghĩ của mình một cách sớm. Em cảm thấy là mình đã làm chưa tốt và mình sẽ cần phải cải thiện nhiều trong hai bài thi tiếp theo. Thì em cần phải quyết đoán hơn và trả lời nhanh hơn. Không có ai trả lời được câu hỏi này. Hãy giữ vững phong độ của những người dẫn đầu. Thật bình tĩnh, sốc lại tinh thần. Tôi nghĩ là không đến 5 phút đâu anh Đức ạ. Cách đây chúng ta đã được chứng kiến sự xuất sắc của Nguyên Khôi trong phần thi vượt chướng ngại vật. Và sự xuất sắc của 4 nhà leo núi của chúng tôi như thế nào thì chắc hẳn quý vị cũng đã nhớ ở những cuộc thi trước. Và các bạn thí sinh hãy giữ vững phong độ của những người dẫn đầu trong phần thi tăng tốc nhé. Sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn. Các bạn hãy cho biết đây là lược đồ của tỉnh, thành phố nào? Và anh Đức trả lời là Cần Thơ và Đức Lương trả lời là Bến Tre. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này đó chính là Cần Thơ. Chúc mừng Nguyễn Khôi có thêm 40 điểm và anh Đức có thêm 30 điểm. Sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai dành cho các bạn. Các bạn hãy cho biết đây là hướng dẫn chế tạo đơn giản dụng cụ quan sát quang học nào? Kính viễn vọng, Quốc Bảo là kính tiềm vọng và anh Đức đưa ra câu trả lời là kính tiềm vọng. Và câu trả lời đúng ở trong câu hỏi này có kính, có vọng nhưng mà là tiềm vọng. Chúc mừng Quốc Bảo có thêm 40 điểm, anh Đức có thêm 30 điểm. Sau đây sẽ là câu hỏi thứ 3 dành cho các bạn. Sắp xếp các số và ký hiệu toán học cho phù hợp để được phép tính có kết quả là 2. Chỉ sử dụng các số và ký hiệu toán học có trong đề bài. Mời câu trả lời của các bạn thí sinh. Như vậy là không có ai trả lời được câu hỏi này. Rất đáng tiếc. Có lẽ là cho các bạn thêm thời gian, các bạn có tìm được ra không anh Đức? Em nghĩ là có cho thêm 5 phút nữa cũng hơi cũng không ra, bởi vì cái này hơi khó. Vâng, đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này đó chính là phép tính âm 28 chia 4 cộng 9. Tôi nghĩ là không đến 5 phút đâu anh Đức ạ. Anh phải nói là những câu hỏi trong cuộc thi tháng chắc chắn là khó và thử thách hơn rất nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa làm các bạn thí sinh của chúng ta nản chí, bởi vì trước mắt chúng ta sẽ còn một câu hỏi trong phần thi tăng tốc nữa. Hãy giữ vững, bình tĩnh, phong độ nhé. Đây là gì? Giành được 40 điểm, anh Đức có thêm 30 điểm, Quốc Bảo có thêm 20 điểm và Đức Lương có thêm 10 điểm.
Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã tăng tốc xong. Và hãy cùng xem trước khi đến với phần thi về đích, họ đang có bao nhiêu điểm. Số điểm 20 thuộc về Đức Lương, đang có 95 điểm là Phúc Bảo, sở hữu 150 điểm là anh Đức, và dẫn đầu với 210 điểm là Nguyên Khôi.